chính thức trở thành cổ đông lớn nhất thẩm mỹ viện tại Sài Gòn. Ngày hôm nay thì mình sẽ make up với bờ môi này. No 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 no, môi này cơ. Nói đùa thế thôi chứ hôm nay mình được tham gia sự kiện tại Moi Beauty. Nếu như bạn nào đã biết thì mình đã từng làm môi bên này rồi. Và ngày hôm nay là khách mời đặc biệt tham gia sự kiện khai trương tại Sài Gòn chuyên về môi mày. Đến đây thôi được không? Long Chu khiếp quá đáng đương tự nhiên. Ông đi ra giật chất ca mình. Tưởng có mỗi mình là vị khách mời đặc biệt, ai dè cũng không Long Chun. Ôi giời ơi, lại còn gặp bà Vi này nữa. Giờ còn ai đây? Sao mời lắm vậy? Trời ơi, hóa ra là mấy cái ông bà này là đã từng làm môi bên này rồi nha mọi người. Ê, ông chủ cũng khôn phết, mời toàn những cái người đã từng làm môi bên này tham gia sự kiện. Và buổi khai trương ngày hôm nay cũng giống như là bữa tiệc tri ân khách hàng vậy á. Và đặc biệt ơn cả mình là người được mời lên để cắt băng khánh thành cùng nha. Và tất nhiên chặt. Nên đã đầu tư hẳn 30 triệu để làm bộ đồ này cho phù hợp với chương trình sự kiện. Phải nói là Mòi là nơi phun xăm đỉnh cao thật sự. Và những anh chị em nổi tiếng mà mình biết đấy thì hầu hết đều làm dịch vụ ở đây. Và trong thời gian tới thì mình cũng sẽ dắt mẹ mình qua đây để làm dịch vụ nha. Cười khi biết em là người giữa hai người, còn lại gì cho nhau. Trời ơi, đây mới gọi là ca sĩ lên mọi người. Trời ơi, người ta hotline nó đỉnh dã man luôn mọi người ạ. Đúng là thần tượng của cuộc đời tôi. Quá mê. Và sau khi tàn tiệc xong thì chả thấy nhân viên là tiếp đón và thôi đi về.